Khanh. Nói hoài. Bữa ai mới dắt anh đi massage chỗ kia cũng được lắm. Đi đi đi. Bữa nào ba đứa mình đi đi, tuần sau. Ủa có hả? Chỗ đó nó sang hơn mấy chỗ kia. Trời đất ơi. Bà. Trời ơi, nó làm cái gì đau cái gì? Trời ơi, thôi ngồi thẳng lên tôi làm gì từ. Ê chụp hình ta kịp bị bấy hướng. Từ từ mà tuột xuống. Trời nãy em ngồi mà em xém ngủ luôn, muốn ngủ lắm. Chị nhắm mắt lại đi. Ai bán cái này vậy chị ơi? Trời đất ơi, ra nhỏ nhỏ thôi. Ở đây là Mỹ, ở Việt Nam ai bán gì? Sao không ai bán vậy? Hello. Hello. Hula, hula, hula. Không ai bán hết trơn á. Thôi nè, cái bông tai đẹp chưa? Để mặc cái áo đầm mà màu vàng á. Nhiều lúc không có bông tai màu vàng mà không ai bán hết trơn. Kìa bên kia kìa. Bên tới cái chỗ tính tiền á. Không, bên chỗ đồng hồ bên kia kìa. Ghê đi về chị kia kìa. Đó bán đi. Đó. Chị lên chị. Hỏi tôi bảo hỏi chị ơi có bán không kìa. Ê người ta nói tiếng Mỹ đó thôi. Ta biết người Việt Nam mà mày đang hỏi tiếng Mỹ tiếng Việt. Thấy không? Không bà hiểu mà, bà kêu là chị ơi. Chị ơi. Có bán không? Trả lại nè tôi mới. Thôi đi, đi ra đây kể cho các bạn nghe chuyện này nè. Chuyện ghê không? Đi ra đây ghê lắm, nghe kể các bạn nghe chuyện này. Đi. Các bạn chờ xem nha. Có rồi, em có. Đi kể các bạn nghe chuyện này. Đó nè. Đó, bữa nay là đồ thơ không đó. Đây nè, các quanh này cần có cái này để mình kể. Xong rồi mình mặc cái áo mưa mở. Đúng rồi. Gì nữa? Bà thôi bà làm vậy hoài cái bụng bà nhỏ. Thank you. Tàu nó lên cơn rồi, nó lên lên lên, mày phải giọt cho lẹ lên ơi. Tao biết tại sao mày cười rồi đó. Tao biết tại sao mày cười rồi đó. Đó. Đi lên. Rồi, bên lên bỏ quay tôi kìa các bạn. Tôi đang mắc cười mà bỏ quay. Trời ơi, đi hát mà không chịu lấy mấy cái này đeo. Cười thì không hiểu mày luôn đó thôi. Trời, chiếc xe màu cam kìa bà thơ. Bà thích bà mua cái này được nè. Rồi túi chị Khanh đẩy bà đi trong xóm á. Trời ơi, cái bà cái chiến lợi phẩm của bà. Đi hết nổi luôn. Đi đó hết tiền luôn chứ bộ. Khô máu luôn. Hết tiền luôn á. Nát ra xe kể cho các bạn nghe. Để cái dù luôn lên. Trên xe chứ trong đây làm gì có. Dù tôi đưa cho bà mà. Đưa đâu? Tôi đưa cho bà cái dù. Không. Có. Cái này trong này nè. Cây dù cả ngày vậy thôi. Suốt ngày cây dù. À. Hồi đó ông sao ở trong xóm em có cái ông kia kìa. Ông đi sửa đồ với ông rào. Ai sửa cây dù không? Ông người Hoa. Ai sửa? Cây dù không? Cây dù. Cái dù á. Cây dù. Mà ông nói là cây dù. Trời ơi, thôi dương dù ra. Dù. Thôi không cần đâu, đi đại à, tao đi lại á. Đây dù, đây có dù. Xe ở đâu vậy? Đó. Xe đâu vậy? Đâu? Cái chỗ cái cột á. Trời, thấy em hay không? Đi. Nắm tay nhau trên đường tung tăng với cái người ta. Ô cái cây này giống cây thông mà cái màu nó giống như cái tuyết cái này Khanh kìa. Hả? Ừ, đẹp ha. Ha? Nó giả nè, cây thiệt. Trời mát quá. Xe này cũng bị đặt có một cam trong này nữa. À. Cây.
Giờ Thơ đi coi xe xong giờ thấy Thơ gì cũng nhìn. Cái gì cũng coi xe á. Dạo này bà có cái thú coi xe. Coi xe. Mà toàn là cái lỗ và cái cục không mà. Cái cục. Trong đôi mày tôi nắng mưa xưa còn đây. Mình ra chỗ mẹ hay là mình đi ra ăn trước rồi mình đi Đức Mẹ chứ. Bỏ đồ đây nè. Bỏ đồ vô bên bô. Bỏ đồ vô có. Bỏ cái rù vô cốp luôn đi. Sao bà cao quá vậy? Không tới hả? Không tới. Tôi cộng bà tên chứ. Này hả? Ừ. Đi vô xe. Sau khi đi shopping rồi ra Đức Mẹ. Cái gì vậy? Cái gì mà nhăn mặt? Chưa có kể chuyện được. À, mới kể đã rồi chưa kể được. Tại biết sao không? Nắng quá nó chiếu trong mặt nó đâu có quay kể được đâu. Từ từ sẽ kể. Mấy chiếc tàu nữa mà. Tàu du lịch. Bây giờ mới bắt đầu lên xe lại và bà bắt đầu nói chuyện nè. Clip này nó quá dài nắng. Rồi. Nó nắng quá tại vì biết không, đi nó nắng nó vô trong mặt á. Cho nên không muốn quay. Hèn chi. Bà Thơ bả kêu là đi thẳng đường này hoài chị. Thì ra là đường này nó không có bị nắng. Trời đất ơi, đi xe mà còn. Không, để coi cái hướng đi ra không có chiếu vô mặt thì mình mới quay. Không, không được, sắp sửa phải quẹo rồi. Quẹo phải thì nó ngược, không không sao. Ừ, không biết. Không có chiếu quẹo trái mới sợ nè. Thả, dày thẳng mới quẹo phải thôi. Ừ, là ok, là em nhờ đi kìa. Trời ơi, đẹp quá, hướng này đẹp quá hả? Trời đẹp. Chạy hướng này đại, chị cái clip này chạy thẳng. Đề không, hướng nó phải, hướng quẹo phải mới ấy đó. Bây giờ là chuyện làng giày hồi nãy á, đi vô trong turn right onto East 7th Street. Vô trong shopping á, chị Khanh chỉ đòi mua một cái vòng với lại một cái nhẫn mà hỏi ra là 600 mấy 700 đô. Cái xong cái lấy ra chị đeo vô, chị hỏi Thơ mày thấy đẹp không Thơ, cái tấm bỏ điền nước. Tấm nói em không biết gì ơi. Đi chạy bỏ điền nước xong lắc vòng lại, thôi đừng mua chị, mắc quá. Mà có đẹp gì đâu, mà chỉ ngâm chỉ thấy đẹp nhưng mà tấm không có thấy đẹp. Thành mới nói rằng là đó, mỗi người một cái ý thích. Tám nói mắc quá đừng có mua. Chị có đeo đâu mà chị mua. Trời, cái vấn đề đeo không đeo là vấn đề đó, không phải là cái vấn đề. Cái vấn đề đây là mình thích các bạn ơi. Bởi vì có, bởi vì người ta nói đừng có bao giờ mà mình tranh cãi với nhau. Thứ nhất là về chính trị, thứ hai là về sở thích. Đừng bao giờ tranh cãi, đừng bao giờ bàn tán về vấn đề này. Là tại sao? Là tại vì mỗi người có một cái ý thích riêng. Cái cuộc sống của họ, họ có một cái purpose. Cái purpose ở đây là một, người ta có một cái, một cái, một cái, một cái lý do để mà người ta tồn tại, các bạn biết không? Thì thí dụ như là Khanh thì Khanh thích như vậy. Nhưng như có những người, thí dụ như Khanh nói, Khanh dẫn mình nói đây thì mình nói dòng về một cái clip của mình đi coi đồ furniture đi. Ok, thì lúc đó đó thì cũng có nhiều người nói với Khanh rằng là tại sao lại phải phí phạm xài như vậy, mua một bộ bàn ấy, một cái gì đó quá là mắc tiền, ví dụ là như vậy. Nhưng mà các bạn biết không, thì Khanh mới chia sẻ với Thơ, Khanh nói Thơ biết không, thí dụ bây giờ có thể rằng là dược, ví dụ Thơ nhìn một cái hột xoàng đó 10 ngàn, một cái bức tranh 10 ngàn, có thể Thơ là Thơ chọn cái hột xoàng 10 ngàn,
Thơ là sẽ không chọn cái bức tranh 10.000 nhưng Khanh sẽ chọn cái bức tranh 10.000 và Khanh hỏi Thơ là Thơ chị mua cái này được không? Chắc chắn là Thơ nói chị không hóa bức tranh 10.000 mà chị mua. Đã là có chuyện đã xảy ra cho tụi này là như vậy rồi, nhưng mà thì Khanh mới nói Thơ nhưng mà chị thích bây giờ chị cái Thơ mới nói em vậy em đã hài là em mua cái bộ hộp xoàn. Nhưng mà cái đó là tại vì em thích, mà cái chị cảm thấy cái bức tranh đối với chị sẽ enjoy nhiều hơn là cái hộp xoàn. Nhưng nếu mà chị có đủ tiền chị mua cả hai thì Khanh cũng chỉ muốn chia sẻ ra đây cho các bạn hiểu rằng là nếu mà mình nói mình nhìn vào một cái câu chuyện nào đó mà mình nói ồ cái người này họ xài quá phung phí, cái này nó không đáng, mình thực tế hơn thì rất là nhiều người họ thực tế họ nói họ dùng cái số tiền này để họ có thể là họ dùng cái số tiền này họ thực tế hơn, họ mua những cái gì đó mà họ nghĩ rằng là cái món đồ đó họ mua họ có thể họ xin lợi, tôi hiểu không? Nhưng Khanh không nói người đó sai, nhưng mà đối với mỗi người có một cái Khanh đã nói là một cái sở thích và một cái hưởng thụ riêng hơn. Khanh đi làm rất là cực các bạn, và cái thích của Khanh là có thể Khanh về Khanh ngắm một cái bức tranh, ok, hoặc Khanh về Khanh nhìn một cái ngôi nhà và tất cả những cái đồ trang trí của Khanh là Khanh thích. Khanh chia sẻ các bạn một cái này như thế này nè, ví dụ như giờ Khanh nhà thì đương nhiên mình có, ok, nhưng mà thí dụ như Khanh đã từng mơ ước có một cái căn nhà và với cái nhà bếp theo cái ý của Khanh muốn trang hoàng, xây theo cái kiểu của Khanh, nhưng mà khi mà mình làm ra đó thì nó không có đúng cái ý của mình thì nó mới toanh là các bạn, nhưng mà Khanh vẫn không có hài lòng thì bắt buộc á, nếu mà mình muốn là mình phải đập cái đó ra để mình xây lại. Thì đương nhiên khi Khanh chia sẻ ra như đầy Linh Thơ, Linh thì không nói đi, Linh thì là Khanh rất là ngạc nhiên khi Linh nói cái này để Khanh chia sẻ sau nha. Mà Thơ nói còn mới mà chị, sao là chị đập ra uổng vậy, mà không phải một mình Thơ, nhiều người phí tiền không uổng quá, chị để xài một thời gian đi rồi hãy sửa. Thì lúc đó cái Khanh mới nghĩ rằng là một thời gian là chừng nào, có thể là 10 năm 20 năm cũng chưa chắc là nó dơ nữa. Rồi mà Khanh với cái tuổi này Khanh có còn sống cho tới lúc đó để Khanh enjoy cái gì mà Khanh mơ ước hay không? Các bạn hiểu Khanh nói không? Thì Khanh chia sẻ với Linh nói chứ trời ơi chị thích thì chị làm đi. Nếu mà chị có khả năng mà chị giống như chị đi làm cực khổ, chị thích được cái đó thì chị làm đi, chị đợi cái nhà bếp chị cũ thì tới chừng nào nhà bếp chị mới cũ. Chết cũng cũ. Cứ chết thành ra cái đó Khanh mới nghĩ tới câu nói của Linh, và Khanh cũng đã từng suy nghĩ vậy rồi. Khanh nói chứ cái này là Khanh mua cho cái sở thích của Khanh, cái enjoy của Khanh, ok, cái mà Khanh hưởng thụ của Khanh là Khanh thích như vậy đó. Có thể là Linh nói chứ ô em mà có 10.000 như chị em sẽ mua cái đồng hồ, cái đó là cái sở thích của Linh. Ok, chị nhìn vô cái nó ô bây giờ chị không có tiền, giữa hai cái chị chọn cái nào, thì đương nhiên chị sẽ chọn cái gì chị thích nhất. Mặc dù có Linh nói chứ chị à chị, cái bức tranh này em mốt tới đời con chị không biết là nó còn biết cái giá trị đó hay không. Mình đồng ý, nhưng mà Khanh đâu có nghĩ là Khanh mua cái này để mà Khanh invest đâu, không? Hoặc là thí dụ như Khanh đi mua chiếc xe đi, invest là đầu tư. Đầu tư tại vì có những cái mà các bạn mua các bạn có thể đầu tư, thí dụ như nhà cửa nè, rồi có rất là nhiều thứ đầu tư mình có thể mình mua để mình sinh lợi, thì cái đó mình nói đồng ý là có được. Nhưng mà to take exit 2 to merge onto I-605 north toward I-405 north. Nhưng mà đó, ok, nhưng mà ok, có những người ta thích đầu tư như vậy, Khanh đồng ý. Nhưng đối với cá nhân của Khanh nha, nếu Khanh có tiền Khanh đầu tư cái làm này kia xong xuôi rồi, Khanh vẫn có tích lũy một cái tiền đó để cho Khanh hưởng thụ tất cả những gì Khanh muốn. Khanh muốn đi đâu, Khanh muốn mua cái gì, Khanh muốn sắm cái gì, Khanh muốn làm cái gì, Khanh muốn cái đó là cái hưởng thụ của Khanh. Chứ còn mình không thể nào mình nói rằng là trời ơi sao phí vậy, để cái tiền đó làm chuyện khác, để chuyện làm chuyện khác. Không phải vậy đâu bạn, cuộc sống mà, cuộc sống nó ngắn ngủi lắm. Mình đi làm cực thì mình phải có cái mà để mình thưởng cho mình, đúng rồi đó, nói cái đó đúng rồi. Tự thưởng cho mình nó là như vậy đó các bạn. Thành ra bữa nay thì mình được đồng minh là Linh, có những cái Linh rất là theo Khanh, có những cái bà Thơ không đi vô mua cái dòng đó, bà nhất định bà nếu mình đi, thấy không? Mà biết xong chị mua chị đâu có đeo, phải chị chị mua chị đeo được.
chủ chỉ mua mấy cái đồ mắc tiền á hả, mà chỉ để chị cất không à. Tại nhưng mà chị Tám thấy đâu có đẹp gì đâu, cái đó không có đẹp. Cái mà những cái bự tà bá là đeo vô trong cái cổng tay vậy nè, đúng không? Mà chị đúng, nói đúng không? Đúng không, cái đó thôi nói rất là đúng. Tại thật sự Khanh mua đồ rất là nhiều mà Khanh ít có bao giờ Khanh mặc lắm. Mà chị có thấy là phí không? Không. Tại vì sao? Nhiều khi em mua đồ ơi, nè em mua đồ rẻ nhưng mà em mặc không, em mặc ít nhất cũng phải 3-4 lần rồi thì xong mình rồi em mặc cất. Nhưng mà không phải mặc thì đương nhiên thì Khanh cũng có đeo, chị cũng có đeo đó, nhưng mà nghĩa đúng thì nghĩa là không phải đeo. Nhưng mà có như thế này nè các bạn, Khanh á nhiều khi Khanh đi làm về mệt, và còn nhiều khi Khanh relax, Khanh ngồi Khanh nghe, ví dụ chị vừa mở nhạc của bà Tám lên chị nghe các bạn á, mình vừa nghe nhạc mình vừa lấy hết đồ nữ trang mình ra mình ngắm vậy đó các bạn. Hoặc mình phơi, mình để quần áo ra mình ngắm vậy đó các bạn. À, ngồi mình nhìn tranh, mình nhìn nhà cửa mình nhìn tất cả những đồ furniture mình mua, mình thích, tại vì mình thích. À, mình không cần đeo, mình nghe mình cũng vui nữa. Ở chừng nào hứng thì đeo. Bây giờ có một chuyện này là đang nói cho nói cái chuyện sở thích này thì em hỏi chị là chị có coi cái clip mà em post xe Lamborghini An An mới mua không? Có, có. Chị có cái suy nghĩ gì về về hồi nãy giờ, tại vì nãy không có quay thì Tám với chị Khanh có nói chuyện, Tám kể cho chị Khanh nghe những cái comment á là người ta nói vậy 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 đó. Rồi Tám cũng có vô trả lời đàng hoàng thì mỗi người mỗi suy nghĩ mà. Thì bây giờ ý của chị Khanh có ý kiến là như thế nào? Khanh thì Khanh có ý kiến như thế này. Như Khanh đã nói, mỗi người có một cái sở thích riêng và họ có một cái quyền để mà họ tự thưởng cho họ. Cũng như là có thể mình nhìn vô cái đó mình nói ồ cái này không đáng. Thay vì mình dùng cái số tiền này mình có thể mình làm được những cái chuyện khác nó sanh lợi ra nhiều hơn. Nhưng các bạn phải hiểu rằng là mình đi làm cực khổ, ok, thì mình cũng phải tự thưởng cho mình, thì mình cũng phải tự mình enjoy cho mình, chứ không phải là mình nghĩ là ồ mình có tiền nghĩa là mình không được quyền mình làm gì hết, hoặc là mình phải bắt buộc mình phải mua. Thí dụ như giữa cái nhà hay cái xe, thí dụ như bây giờ cái người đó họ cảm thấy họ không muốn mua nhà bây giờ, họ muốn mua xe trước, thì đó là cái chuyện của họ, hiểu không? Chứ không có phải rằng là bắt buộc là mình không biết nói làm sao với các bạn, nhưng mà mình nói tóm lại rằng là đó là cái ý thích, và ý thích đó không hại ai hết. Tại vì thật sự ra cái tiền đó là cái tiền người ta làm lụng cực khổ, người ta có cái tiền đó, người ta thích được hưởng thụ, người ta có thích cái xe đó thì cứ để cho người ta xài. Đối với Khanh, Khanh thấy không thấy cái gì sai ở cái chỗ đây hết trơn á. Ok, xin nguyện là họ không có lấy tiền của bạn, họ không có làm, nghĩa là hiểu chị nói không, họ không có mượn nợ ai, họ không có giật nợ ai để mà họ nói nợ. Nói nợ mới nhớ có cái comment là người ta nói là ở xứ Mỹ này á sống bề ngoài quá, mua xe mua đồ cho xịn vô rồi mắc nợ đầy. Khanh giải thích cho các bạn nghe, ví dụ mình có tiền đi, thay vì các bạn trả dứt một dù trả dứt một cái nhà đi, thì bây giờ mình vẫn nợ cái nhà đó để mình build cái credit, là mình build cái gì hả? Mình build cái credit, cái vừa cái tiền mà vừa cái điểm có thẻ của mình, để làm gì? Để sau này thay từ 100.000 có thể các bạn mượn được 500.000, các bạn có thể mượn được 1 triệu. Bạn sẽ, cái đó là ăn thua tùy ở cái cách mà mình biết cái cách mà mình build cái credit. Nên hiểu cái nói không? Nên là các bạn đừng có nghĩ rằng là bên này ô mượn nợ là thế này thế kia nè. Khanh nói thật, có những người hả, người ta nói ồ có tiền mặt thì trả bức tiền mặt đi, cái đó chưa chắc là good đâu nha các bạn. Tại vì sao? Đối với Khanh, tại vì mình ở đây lâu mình hiểu, các bạn mà có cái credit mà mạnh á, các bạn, người ta dùng cái chữ là money make money, mình sẽ dùng cái tiền đó để mà mình sanh ra tiền ra nhiều hơn. Tiền nữa. Đẻ ra tiền. Tiền đẻ ra tiền đó là vậy, nó có rất là nhiều cách. Ví dụ Khanh có một người quen, họ có rất là nhiều tiền mặt. Nhưng mà họ không, họ có tiền mặt, ví dụ họ đi ra họ mua cái nhà 1 triệu, 2 triệu thì whatever đi. Họ trả dứt thì mình không nói. Ok. Họ có tiền nha, nhưng mà họ không có việc làm thôi. Không có income. Khi mà bạn đi ra, bạn mượn tiền
tụi nó nhìn vô cái income của mình nữa. Nó nhìn bạn có tiền là một chuyện, nhưng họ phải nhìn vô rằng là cái gốc gác của mình như thế nào, mình có công ăn việc làm hay không, thì họ mới dám đứng ra để mà họ làm việc để mà với mình, mới dám cho mình mượn tiền. Chứ không phải là bây giờ bạn show là bạn có tiền trong account mà họ chịu làm việc với mình đâu. Có những cái họ không có phải là họ, có những cái không phải lúc nào cũng có tiền mặt là được, hiểu ý chị là như vậy đó. Đó, không phải tiền mặt không là được, chứ không phải mình có tiền mình trả hết. Khanh quên rồi, có một cái câu chuyện mà Khanh quên rồi, cái này là xảy ra cho Khanh nè. Có một lần đó cái gì đó Khanh quên rồi, mình đi đâu á, thì lúc đó mình trả tiền mặt, mình nói mình trả tiền mặt cái gì, nó không chịu thôi. Nó nói chứ mày có credit không, mày có thẻ credit không, thì có thẻ credit đưa ra thì nó mới chịu cho Khanh mướn phòng hay cái gì Khanh quên rồi. Mà cái đó là sự thật đó các bạn. Cái lúc đó Khanh mới realize, mới hiểu được rằng là rồi lúc sau này Khanh giống như mình ở bên này lâu rồi, mình làm ăn này kia, mình mới hiểu là cái credit nó quan trọng đến cỡ nào. Nên nó quan trọng cả Khanh dạy cho con nha. Khanh thay nói chuyện với bé Cát đó, là Khanh nói chuyện cho các bạn nghe. Bên này các bạn làm gì, các bạn làm, các bạn phải giữ cái credit mình cho sạch sẽ. Tại vì cái đó là cái nó sẽ giúp cho mình thành công. Tại vì thí dụ bạn có credit rồi, bạn cũng có khả năng, thì bạn cứ dụ bạn muốn mượn tiền để mà mình làm business á, đương nhiên nó nhìn thấy là mình có tiền nè, mình có khả năng nè, cái business mình làm ăn được, thì họ mới cho mình mượn tiền để mà mình làm. Chứ không phải là mình nói là ồ, còn nếu ok, nếu mà bạn muốn bỏ tiền ra hết thì bạn làm thì đâu có sao đâu, muốn làm thì cứ làm. Nhưng có những cái rằng là nó đòi hỏi cái mình phải có credit ha. Thì mình nói tóm lại á, từ nãy giờ nói đi hơi sai vấn đề rồi, tóm lại chỉ có một câu lần là tóm lại chỉ có một cái là ai thích gì thì cứ làm đó nha các bạn. Đó. Thích thì cứ đúng, làm đi chứ đúng hay là sai, không có câu trả lời ở đây đúng hay là sai. Thí dụ Tám thích mua và mình cản Tám, nhưng mà Tám mua cái đó đúng hay sai? Nói giờ hỏi một câu, Tám có quần áo không? Thiếu gì, mặc đến chết cũng còn nữa. Nhưng mà mua thì cứ mua. Mua thì cứ mua. Đó, Khanh cũng vậy, quần áo mình ai ở đây ai người quần áo đừng nó thiếu nha. Đó, nhưng mà mình mua mình vẫn cứ mua. Đó, thì đó là như vậy. Thí dụ như Tám nói Khanh, trời chị cả đống đồ mà chị cứ mua. Mình thích các bạn ơi. Có cái, nhưng mà tự nhiên cái đó dù mình nói mình đi làm cực quá thôi, bữa nay mình đi ra mình mua một hai món đồ, tự nhiên mình về mình cảm thấy mình có thêm cái năng lượng để ngày mai mình tiếp tục mình đi làm. Cái kiểu như vậy, kiểu mình sống, ý Khanh nói là mình sống mình có cái mục đích là như vậy á. Cái mục đích sống của mình là gì? Mục đích sống của mình là ok, mình đi làm mình có tiền để mình phục vụ cho mình và mình phục vụ cho tha nhân. Đó là ý thích của mỗi người và đó là ý thích của Khanh. Nói tóm lại rằng là xin đừng có phán xét đúng hay sai. Chị cảm thấy là nếu bạn có khả năng, bạn mua được cái đó mà bạn không có phải đau khổ. Có những người là như Khanh đồng ý với các bạn nào mà nói một câu là khoe khoang này kia. Khoe khoang là cho những người họ không có cái khả năng mà họ vẫn bấm, họ vẫn như vậy bề ngoài khoe khoang. Bề ngoài lắm các bạn. Nghĩa là thế, bề ngoài lắm. Nghĩa là mình biết là nhiều khi sách bóp hiệu trong có gì chứ các bạn. Giống thì như Khanh luôn á. Nói chung là người ta có khả năng người ta mới mua được. Nhưng mà có nhiều người ta sống bề ngoài lắm Linh, chị thấy rồi Linh. Đua đòi. Cái đó là cái hại đó. Còn cái mà Khanh làm, Khanh mua hay thơ làm thơ mua, nó không có hại gì ai hết các bạn. Mà sao tự nhiên từ chuyện này bắt con chuyện kia vậy trời ơi. Nhiều khi em tối em đăng hình ăn tùm lum trên Facebook á. Mà trong bụng em thấy mèo. Bà Linh nó sống ảo rồi các bạn. Đây, trời ơi bên Việt Nam này thèm quá, nợ cho nó trời, chị cũng thèm đấy. Chị đăng lại thôi chứ. Tất nhiên là Linh cũng đang đói bụng các bạn phải không? Mà Khanh cũng để tối mà mỗi lần mình lên trên cái trang của bà Linh là thấy đồ ăn. Không lên, đói bụng quá lên là thấy đồ ăn. Nhiều lúc gì nè, có những người ta làm, có nhỏ bạn em á, nó mê bóp lắm. Nó mê đến mức độ mà nó làm bánh á, nó đi làm bánh, nó bán bánh nha. Làm rất là cực khổ nha, làm nhiều gom hết mua cái bóp. Đó, hết sạch tiền luôn đó các bạn. Tại vì mê quá đi. Trời ơi, Khanh có một chị bạn này, các bạn kể cho các bạn nghe. Khanh có một cái chị bạn rất là thích mấy cái đồ mà giống như mấy cái tượng mà nhỏ nhỏ, con Mickey rồi mấy con Winnie Pooh, mấy con mà giống như mấy con Disneyland trong Disney mình nó mấy cái đồ mà bằng xanh bằng sứ này kia đó các bạn. Trời ơi, mua không biết bao nhiêu mà nói.
các bạn, những đồ chân nhỏ, những đồ bằng crystal các bạn mua quá trời quá đất mua luôn. Khanh cũng là một dạng thích như vậy đó. Khanh vô Khanh thấy là Khanh mua, Khanh vô Khanh thấy là Khanh nhiều mua. Người cái sở thích nó cuồng lắm, thích như vậy đó các bạn, là Khanh mua. Đúng à, ông Quang thích đờn đó. Quá trời tiền mua, mua không biết mua để làm gì mà mua đàn nè, mua mua có nhiêu tiền bỏ vô mua đờn mà đờn đờn có 1 cây 2 cây chứ là cao rồi, mắc mớ mua mười mấy chục cây. Bây giờ mấy chục cây đợn ở nhà đó. Khanh là như vậy đó các bạn. Mỗi một tuần á, Khanh đi làm ha, cái Khanh nhích tiền ra, cưng đi nhích ra, hãy có đủ tiền như bóc con, hãy có đủ tiền như bóc con. Mà mua mấy năm trời, quá trời con luôn, thích lắm luôn. Vậy đó bạn, có những cái như vậy đó. Nhưng mà hãy mà có tiền á, dù như sau này thì ok, mình đi làm mình có dư giả hơn thì có thể là mình thoải mái hơn chút. Nhưng mà hồi đó đó, mỗi lần mà làm á, Khanh cứ bỏ vô một chút, bỏ vô một chút. Tại mình nhắm, mình đi shopping mình nhắm cái con này 500 hả, ok mình nhắm 500 mình để anh tiền, để đúng 500 đi ra mua đem về liền. Khanh là như vậy đó các bạn. Vậy là Khanh nhịn, làm gì làm Khanh nhịn. Hồi đó từ nhỏ Khanh như vậy. Hồi đó ở nhà mà đi học mà cho tiền mà để đi ăn trưa đó, trong trường ở để ăn trưa, Khanh không có ăn các bạn. Khanh đi mua đồ. Tại mình thích mà, mình không ăn, mình nhịn đói không ăn. Thì nó là như vậy thôi các bạn, chứ cũng không phải được, đây không phải là đúng hay là sai. Nhiều người nói là mày khùng quá đi, mày không ăn cho cái sức khỏe của mày, mày đi mày mua ba cái này về làm cái này cái kia. Nhưng mà tôi thích, Vậy có tóm lại tôi thích, tôi có thể nào tôi được sống, với những gì tôi muốn hay là không? Phải không? Tại sao cuộc đời lại khổ như vậy? Mình đã đi làm, mình đã bị nô lệ với cái người chủ của mình rồi, mà mình, Khanh nghĩ mình là phải nô lệ cho cái cuộc sống của mình, mình nô lệ cho chính cái cuộc đời của mình, mà bây giờ mà mình cũng không thể nào mà mình có thể mình thỏa mãn được những cái giây phút riêng tư của mình. Thì Khanh nghĩ là thỏa mãn dục vọng đê hèn đó, chắc là vậy đó. Thì có cái cuộc sống như vậy thì đối với Khanh nghĩ nó không còn giá trị nữa. Rất là hay, cảm ơn chị Khanh đã chia sẻ. Mà không biết nói vậy đừng có ai ném đá em nha, em chỉ nói em thôi nha, em biết ai đâu nha. Cái đó là đúng rồi, cái đó là cái sự chia sẻ của một cái giống như là một cái chủ đề mà về sở thích của mỗi người. Ai cũng vậy hết á, ai cũng có những cái sở thích riêng, có những cái người có cái sở thích rất là lạ lùng mà mình không thể nào mình ngờ được, đúng không? Mà người ta đúng mà thật, nó rất là đúng mà thật á các bạn. Khanh đi làm á các bạn, thì trước khi mà mình đi làm nó vô nó có một cái lớp học á thơ, thơ biết không, cái câu đầu tiên mà nó nói chị á là khi mà bạn ngồi với một người khách hàng, bạn ngồi với một người giống như một người khách, một người bạn này kia, bạn không bao giờ, hai cái bạn không bao giờ mình mở miệng mà mình thảo luận á, là thứ nhất là về chính trị và thứ hai là về sở thích, không bao giờ nói ra là có cãi. Thì Khanh, cái đó là mỹ dạy mình đàng hoàng nha, nói ra là coi như bạn mất bạn liền, mất khách liền. Và cái đó Khanh nói là đúng, tại vì người ta mà đúng rồi, tự nhiên mình ta thích mà làm sao mình cản người ta được đó. Cho nên là nói tóm lại là thật sự ra nếu mà mình thấy ai có được cái gì đó mà người ta có được cái khả năng người ta hưởng thụ á, người thì mình cũng nên chúc mừng cho người ta đi. Thì các bạn phải hiểu được rằng là nếu các bạn hiểu được họ đó, hiểu được những người như vậy đó, nếu mà mình hiểu được họ thì mình đủ hiểu là trong cái thời gian họ phải là làm lụng cực đến cỡ nào họ mới có được nên như ngày hôm nay. Thì cái đó là cái món quà, đối Khanh là món quà xứng đáng cho tất cả mọi người. Khanh nói đây là Khanh nói cho tất cả luôn. Các bạn nào mà có được những cái ước mơ mà đạt được, Khanh thật lòng Khanh rất là mừng cho các bạn. Tại vì Khanh sống, Khanh cũng có những ước mơ, và ai cũng có ước mơ đó. Mà ước mơ có thực hiện được hay không á, nó còn đòi hỏi ở rất là nhiều thứ. Nên là mình thấy ai mà được cái gì mình rất là vui. Cũng như mình thấy bà Tám, mình rất là vui cho Tám, mình mừng cho Tám. Giống như là ngày nào cái kênh của mình lèo tèo, bây giờ mình được bao nhiêu đó, mình mừng chứ, mình rất là mừng cho Tám. Nhiều khi mình nói chứ, mà như vậy nha, mà giờ bây giờ kêu Khanh làm chưa chắc gì mình được à. Thật ra mình đừng có thấy người ta vậy, cái mình đừng ra mình ganh nữa. Ừ, nhỏ này nó nói vậy mà nó được, tôi về mà hay gì tôi được. Ừ, nhỏ này nó nói vậy mà nó được, tôi về mà hay gì tôi được. Dám đâu các bạn, dám đâu. Bởi Khanh nói hoài, Khanh nói chứ bởi vậy tại sao mà mỗi người có một cái nhìn riêng, và mỗi người có một cái lý tưởng kiếm một người chồng cho mình riêng. Chứ nếu ai cũng giống ai vậy là coi như là
một ông chồng bao nhiêu người đàn bà sao? Các bạn hiểu không? Thành ra em đâu có kiếm riêng, em kiếm chung. Thành ra Linh không thèm lấy chồng là vậy. Thì đó là vậy, đó là ý thích của mọi người thôi, không sao hết. Vui quá. Nhưng mà con người á, mình phải có cái sở thích. Đúng. Nhưng mà có những người cũng không thích cái gì đâu. Giống như em nè, thật sự không có thích cái gì luôn á chị Khanh. Không, nhưng em mà... không có thích cái gì mà cuồng điên á. Giống như là chị là thích hoa hoặc là cái gì mấy cái con gì dưới đúc á. Em là không có một cái sở thích gì mà cuồng điên như như vậy luôn á. Là cứ như là cũng nói chung cũng chẳng cũng không có được thú vị đâu. Cuộc sống mình phải có cái một cái sở thích để mình có đúng. Một cái mục đích để mình để được cái đó đó. Để em là em không có luôn á. Em thấy rõ ràng á. Không, nó vô vị lắm. Không, Thơ cũng có chứ, chứ mà Thơ không có đâu. Thơ nếu mà Thơ không có thì Thơ đâu có đạt được như ngày hôm nay. Cái Thơ phải nói rằng là có thể cái ước mơ của Thơ nó bình dị thôi, nó giản dị. Thơ giản dị thì nó đúng bình hơn. Thường nó đúng không có cuồng điên lắm. Thơ rất là giản dị, nó cuồng điên. Thơ không có cái gì cuồng, nhưng mà cuồng quá cuồng đi. Ví dụ như chị có mấy cái cuồng, ví dụ như Khanh là có mấy cái cuồng là mình thích bông nè, hay là mình thúc mấy cái đồ crystal á. Thơ tới bữa nào Khanh cho các bạn coi, có mấy con nhỏ nhỏ bằng crystal á, cầu cả trăm con á các bạn, đủ con á mà ngộ ghê. Đó mỗi lần tôi thấy ai mà thích vậy tôi thấy là lạ. Mà ủa thì sao vậy? Mà sao ai mà thích vậy? Mà mỗi lần mà Khanh clean bụi mệt gần muốn chết luôn, tại con nhỏ mình cứ clean nó mệt gần chết. Nhưng mà mê các bạn. Có người là nó trời ơi phí của. Nhưng mà bây giờ em có rồi đó, em có cuồng một cái rồi đó. Cuồng gì? Xe hả? Xe 3 triệu á, 3 triệu đô á chị Khanh. Thôi cái đó mày cuộn mình mày đi. Cái gì mà em bới em tới em không bao giờ. Nó giỡn thôi nha. Ờ nói chơi thôi mà nói chơi. Đó không gì đó thì là mình cái kiểu là như vậy đó các bạn. Thì thôi biết clip này thôi, dài bây giờ em cuộn ít ít thôi. Em cuộn thay vì xe 3 triệu em cuộn cái xe Rolls Royce 500 ngàn màu cam mà em chụp hình. Thôi được rồi cho nó mơ luôn đi. Nhà chưa có mà đặt đòi cuồng cuồng xe Rolls Royce màu cam. Ước mơ mà hãng. Không, nhưng mà ước mơ không tốn tiền, ai cấm mình mơ. Các bạn cứ mơ đi, biết đâu một ngày nào đó mình sẽ ước mơ mình thành sự thật thì sao. Các bạn nên nhớ đúng nha rồi. Mình ước mơ mà mình những cái ước mơ của mình không phiền hà đến ai, không buồn lòng người chồng con mình, không đánh thức ai ban đêm ngủ kế bên mình thì mình có quyền mình mơ. Khanh là như vậy, cuộc sống của Khanh không phiền hà đến ai, Khanh không đem lại cái sự phiền muộn cho ai thì Khanh có quyền Khanh sống những gì Khanh muốn. Chỉ có đơn giản như vậy thôi. Ví dụ như mình có những tại sao Khanh nói câu đó, ví dụ như này, ví dụ như giờ mình thích cái nhẫn hột xoàn đó quá đi, suốt ngày cứ theo thơm càm ràm. Mua đi thơ. Hay là tối nằm cứ thở ngắn thở dài thì mình sẽ làm cho cái người bạn đời của mình nó nằm kế bên nó nói trời ơi tại sao cái ý thích của mình mà mình đã giới không tới mà mình cứ ngồi mình than gian hay là mình đòi hỏi mình gàm ràm là mình làm phiền người ta rồi. Tôi hiểu không? Hay là mình buồn bã, mình không mua được, mình buồn. Mình thấy Thơ nó có chiếc nhẫn 500 ngàn mình không có, thế mình ngồi mình buồn. Là mình nói tại sao nó có tôi không có, tại sao nó được rồi tôi không được. Cái đó là mình tự, thứ nhất mình làm khổ mình và mình làm khổ luôn cả những người sống gần mình nữa. Thì cái đó là mình đừng nên, chỉ có như vậy thôi. Còn các bạn cứ việc mơ, Khanh mơ nhiều lắm mà có bao giờ. Mơ rất là nhiều, các bạn mơ rất là nhiều. Nhưng các bạn thử suy nghĩ đi, các bạn thử sống giống một lần đi. Các bạn cứ kiếm một cái ước mơ của mình và các bạn cứ đeo đuổi đi. Các bạn sẽ thấy là cái cuộc sống của mình rất là thú vị. Cái cuộc sống mình nó đáng, rất là đáng sống. Khanh là thôi để từ bây giờ em để em sẽ kiếm đi, kiếm một cái ước mơ. Bà Linh bà nói em kìa, bà nói tôi nghĩ sau này chắc bà già và có tiền chắc bà mua một chiếc xe màu cam bà đi. Bà Linh bà nói vậy phải không? Bà Linh bà nói gì đó, bà nói trước sau gì bà cũng phải mua trong đời bà mua chiếc màu cam bà đây giờ. Bà mới chịu thỏa mãn. Bây giờ có màu đỏ màu vàng nhưng mà bà vẫn ao ước giống như hồi xưa. Cách đây ví dụ mười mấy năm hay gì đó, lúc đó chưa có điện thoại á, mình vẫn xài mấy cái điện thoại dở dở. Cái có những cái điện thoại mắc cái gì cái mình cũng cứ đi coi, cứ nhắm vô cái đó coi, mà đến lúc có iPhone rồi chẳng thèm coi cái gì hết đó. Thành ra mai mốt bà thôi, bà có hai xe cam rồi là coi như thỏa mãn dục vọng đê hèn của bà. Thỏa mãn dục vọng đê hèn. Rồi bây giờ em chú trọng ước mơ của em là chiếc xe cam đó đi ha. Để em phấn đấu ha. Để phấn đấu lên đi.
Ok, nhưng mà tôi không cho mua mắt dữ vậy đâu. Chị Khanh không cho. Đó là hoài bão ước mơ của em mà chị. Không, nhưng mà tại vì Khanh biết Thơ mà, trước khi Thơ mua chiếc xe đó, Thơ phải cần làm một số chuyện cho chị trước, rồi sau đó Thơ cho chị cho Thơ mua chiếc xe. Đó. Không, đối với Thơ thì Khanh có quyền control nha các bạn, tại đó là em của tôi nha các bạn, chứ đừng nói tại sao tôi mới vừa nói vậy tôi đi có control nó. Thôi, clip đã quá vậy. Clip đã quá dài. Clip đã quá dài thiệt rồi. Bây giờ mình phải đi vô trong đây mình ăn bistec. Bữa nay là dẫn bà Linh đi ăn tiệm steak này mà mình cũng đã đi ăn mấy lần với Linh rồi. Tại vì mình thích biết là Linh rất là thích ăn thịt bò. Các bạn có thấy Khanh chiều em Út dễ sợ không? Đó. Đó, thành ra mình mới nói ô thôi được rồi, bữa nay vẫn đi ăn thịt bò nha, thấy không? Mặc dù vô đây mình sẽ không ăn, mình sẽ nhìn ngồi Linh ăn. Ủa sao vậy? Gì vậy? Hả? Tao chịu không ăn. Tại vì mình không thích ăn bò. Gì kỳ vậy? Xạo. Ok bà. Em chị chàng chia sẻ bò. Rồi thôi, bye bye các bạn bye nha. Bye các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Cảm ơn dì Khanh đã chia sẻ cái gì cũng nghe cũng rất là hay. Không biết các bạn có thấy hay không, nhưng mà tám thấy rất là hay. Cảm ai mà thấy bạn hay thì cho chị Khanh một cái like nhé. Cảm ơn các bạn rất là Khanh nhiều. Khanh chịu không? Chịu, cảm ơn các bạn nha. Mình chỉ có chia sẻ những suy nghĩ của mình thôi. Và hy vọng rằng là những cái chia sẻ của mình cũng có thể giúp ích được cho các bạn trong cuộc sống nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, các bạn nhớ xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Cái gì đã quên nữa, các bạn nhớ sub cho bà Tám Cam Thơ nha, gần tới 100.000 rồi, cố lên cố lên. Cảm ơn rất là nhiều, hẹn gặp lại vào clip sau. Đây có nhạc sống, hai ông nước ngoài hát bài Tears in Heaven. Trời ơi, biết luôn, biết tựa đề luôn. Đó là mở chị Khanh quá. Chị Khanh qua nói ổng cho Cam Thơ hát một hả? Bài tiếng Anh. Rồi Thơ ăn đi, Thơ ăn đi, Thơ tự múc cơm vô nha, chứ không ăn. Nè chị Khanh lấy rau ăn. Ăn đi chị, ăn chị bỏ vô lấy vô. Cause I see a love light in your eyes. Oh. Bài này là bài Wonderful Tonight chứ không phải Tears in Heaven. Bài hồi nãy mới Tears in Heaven. How much I love you. Wow. It's Wonderful Tonight. Wonderful Tonight. Thank you, my sister. You're welcome. For dinner. Welcome. Yeah. Âm nhạc nè, đánh guitar với cái ọt nè, hai người lớn lớn tuổi nè. Liên lạc của bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.